Thung Hoàng chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay là ngày rằm tháng 7. Thung Hoàng mới đi ăn rằm ở võ kênh Đàng Luận và diễn viên Hoàng Thơ, rồi là Trần Bình và Hoàng Lương. Bây giờ mới ngồi cổ rằm vừa về đấy mọi người các bạn. Bây giờ Thung Hoàng vào để khoe với các cháu nội của Thung Hoàng nha. Đây, à mọi người ơi, đây này, tức là cháu nội Hoàng Sang của Thung Hoàng đây nè. À thế nào, cháu hôm nay ngày rằm cháu có bốn cháu, à cháu đánh trống cho ông nghe nè. Đánh trống sắp tới đây là cháu nếu lớn lên mấy tuổi nữa là cháu sẽ được cầm trống đánh nhá. Mò mà ở đâu rồi, ở đâu cái vui này rồi, đánh trống nào đấy mọi đồ thấy chưa. Cháu giỏi nữa ơi, thấy chưa, các bạn thấy cháu nội của Thung Hoàng đi trọng giỏi. Ở đâu cái vui rồi, một vui nữa mà hai vui mà, à để vào ông lại vui cho em đánh nhá. Đây, năm nay là cháu chuẩn bị được đi học đấy các bạn ạ, được đi học lớp 2 tuổi đấy. Đấy, mọi người thấy có cháu nội đang kháu khỉnh để đánh trọng cháy cho ông nội thì nghe đấy nha. Nào cháu, mẹ bố với mẹ đi đâu rồi? Ông mới điên răm về đấy, ông mới điên răm ở các bác này, rồi các mư diễn viên của ông mới về nè. Em ăn miếng gì chưa? Nói cho to. Mọi em nói cho to, em ăn chưa? Em ăn rồi. Để chị sửa đâu rồi? Chị ở trong nhà. Chị ở trong nhà đi. Vào để ông lấy vô trọng cho em đánh nè nha. Đấy rồi, thấy chưa? Mọi giặt ông vào lại vui mà, lại vui trọng mà. Này, này, để mọi người thấy cháu nội của Thung Hoàng đó. Ngoan tuyệt vời không? Này, mọi người nha, đây. Để mà vào trong thấy gặp chị Giang nè, gặp chị Hoàng Giang nè. Nha. Đánh mạnh đấy. Đánh mạnh, đây, thấy chưa? Mọi người và các bạn thấy quá tuyệt vời không? Đây, hai cháu thì một cháu là đứng dầm, đứng cái chuẩn bị tập thể dục dầm đều đấy, còn một cháu thì đánh trống. Sáng đánh mà này, đánh đấy, sáng đánh mà đánh cái gì dầm đó, thấy chưa? Chỉ dùng đấy đấy. Các bạn thấy không khí của gia đình Thung Hoàng cũng chuẩn bị là ngày rằm đấy, ngày rằm năm 2013 23 đấy. Đây, thấy chưa, hai cháu đang duyệt tập đội ngũ đấy mọi người các bạn. Đây, để ông quang qua cái thừa chỉ khăn đỏ này nhá, để ông quang cháu thừa chỉ khăn đỏ nha, rồi là cháu Hoàng Thắng nha. Này các bạn ơi, đây là bây giờ hai cháu, hai chú nội của Thung Hoàng nè. Rồi cháu sóc để phân đòi đánh đi, đánh trọng không, để đưa đây đánh trọng đi, đánh trọng á, đánh trọng á, tí nữa ông sửa lại đánh cho to mà. Này, tức là bẻ sửa đánh trọng cho to mà. Rồi chị sửa giùm đi. Rồi chị sửa giùm rất đẹp. Này, chị sửa giùm đẹp cực kỳ luôn. Này, sổ ra, sổ khánh nè. Sổ khánh đó thì em để khánh đó là tỉnh ông sẽ qua lại nhá. Đánh trọng không? Ui trời, chị sửa giùm rất đều. Này, bây giờ cho ông giùm đi nha.
Bây giờ bà ông Trọng Minh giùm đeo ơi. Nha, bà ông Trọng Minh giùm đeo nha. Này, bà ông Trọng Minh giùm đeo nha. Mà thừa công đi quậy đây cho ông nè. Để ông giùm nè. Để ông giùm đeo nè, giùm đeo nha. Này. Một nhà nó bắt đây, đây này, bắt đầu sửa giùm theo ông nha. Này. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 à, xong rồi, xong giùm không? Xong thì giùm đeo à? Xong giùm đeo à? Xong giùm đeo à? Mời giùm đeo. Giùm đeo hết lên chậm đi. Rồi, ui trời, xong đẹp quá. Các bạn ơi, bây giờ Thu Hoa thử vào nhà với thử thử Bích Khởi và Thu Hoa để chuẩn bị những món gì để chuẩn bị liên hoan ăn ngày rằm tháng 7 năm 2023 nha mọi người nha. Đó là lúc nãy giờ là Thu Hoa chơi với hai cháu nội con của cậu con trai đầu của Thu Hoa á, có con trai thứ hai. Vì Thu Hoa cũng được chỉ có hai chị em, nhưng mà chị gái của nó thì cũng lấy chồng ở gần đấy thôi. Còn bây giờ cậu con trai thì đi bán hàng, tức là mở cửa hàng tốn thép ở cạnh đường 7, quốc lộ 7 đấy các bạn ạ. Với ông nội này, này ngoan quá rồi, ngoan quá rồi, ngoan quá, cháu Sóc rất ngoan. Cháu Sóc đừng đang biểu lấy ông đấy nha. Cháu đi trọng không đánh ông nghe lên được không? Mà cháu đánh trọng để ông nghe lên được không? Này các bạn ơi, đây là Bích Khởi vợ Thu Hoa này. Hôm nay bà định cho cả nhà là ăn rằm món thức ăn gì đây? À gà. Bây giờ Thu Hoa mới đi ăn rằm ở bàn, tức là ở mấy gia đình diễn viên của Thu Hoa, đó là Đằng Lùn là Hoàng Thơ này, rồi Hoàng Lương, rồi là Trần Bình mới về đấy. Hôm nay ở nhà thì là Bích Khởi vợ Thu Hoa đang tổ chức ngày rằm để cùng ông bà mình đấy. Cùng ông bà ngày rằm các bạn. Ở đây. Sao có cháu có thấy vui không? Dạ. Nói cho to mà. Dạ. Nói cho to. Dạ. Em nói cho to mà. Em dạ. Nói, giỏi. Xưa. Xưa có cái khăn đồ. Lúc nãy giờ ông Quang mãn đẹp rồi. Chuẩn bị tập thương điến ơi. Ba cháu cũng chuẩn bị cung răm đây anh nha. Mọi người ơi, nếu các cái không khí của ngày răm quê các bạn có như ở quê Thu Hoa không? Hai cháu ấy của Phú Ba làm. Và ở quê các diễn viên của Thu Hoa cũng rất vui như thế này. Đấy mọi người ạ. Nếu mà cảm thấy xem video này yêu mến anh em Thu Hoa, Thu Hoa rất yêu quý mọi người. Nếu mọi người yêu mến Thu Hoa thì cho Thu Hoa xin một like, một đăng ký kênh